Khi các bác mua những cái món linh kiện máy tính các bác sợ nhất cái điều gì? Đúng rồi, đó là cái việc nó sẽ phát nổ Đúng rồi, đấy là một cái viễn cảnh xấu nhất mà chúng ta có thể có được Vậy thì để cho tôi kể cho các bạn một câu chuyện Đó chính là câu chuyện về nội tại của Gigabyte Trong vòng 6 tháng nếu như những cái món linh kiện của các bác như là nguồn này hay là main này Nó có hiện tượng chập cháy thì các bác hoàn toàn có thể kích hoạt một cái nội tại Để có thể hồi sinh các món linh kiện của các bác và đổi sang một linh kiện mới hoàn toàn 100%. Nội tại này thì nó có tên gọi là G116. Tôi biết thừa nó là viết cho việc là Gearbuy 1 đổi 1 trong vòng 6 tháng rồi, đúng không hả? Bên bộ phận marketing của Gearbuy. Tôi biết hết. Ví dụ như là tôi có ở đây là một cái con nguồn là P650G, 650W này. Chuẩn 80 Plus Gold này. Tụ chuẩn hàng Nhật này quạt bi thủy lực quay mượt im lặng này và có thêm cho mình một cái tính năng là DC to DC nữa thế nên là nó sẽ có một cái form thiết kế nhỏ nhắn xinh xắn gọn gàng như thế này cho bộ máy của các bạn nhưng mà dù P650G nó có tuyệt vời như nào chăng nữa thì nó vẫn sẽ có một cái nguy cơ đó chính là đúng rồi đấy phát nổ nói tóm lại thì đây là một cái con nguồn mà nó đầy đủ những cái gì mà chúng ta cần cho một cái bộ PC uh, nào là Nguồn ổn định này 650W thì nó sẽ phù hợp cho những cái bộ PC tầm trung. Ví dụ như nếu mà anh em mà muốn mua build kiểu như là 12400F xong 3060 Ti thì con nguồn này là một cái bộ nguồn rất là phù hợp cho những cái bộ PC như thế. Và với những cái công nghệ trên ví dụ như là mình đã chia sẻ rồi, 650W, 80 Plus Gold, tính ổn định cao, tụ chuẩn Nhật các thứ thì anh em cũng không phải lo lắng quá về cái việc là nguồn điện của cái bộ máy của anh em nó có đủ hay không nó có an toàn hay không nó có đảm bảo được cái việc là sử dụng chúng ta nó có bền bỉ hay không nói chung là không phải lo lắng yên tâm mà sử dụng nhưng mà nói gì thì nói đây vẫn là một cái thiết bị điện tử thế nên là anh em biết rồi ấy nó vẫn sẽ có cái nguy cơ gọi là cháy nổ ấy thế nên trừ khi các bác mà cố tình đập phá cái bộ nguồn này hay là các bác đổ một đống nước lên thì chúng ta không nói Nhưng mà cái việc mà khi mà chúng ta mua cái bộ nguồn này về cắm vào Mà nó bị cháy nổ đi chăng nữa Thì các bác hoàn toàn có thể kích hoạt cái nội tại G116 Sang Gigabyte Anh em chỉ cần ăn vạ thôi Thế là Gigabyte cấp cho chúng ta một cái bộ nguồn y hệt Mới toanh và không có vấn đề gì cả Nhưng mà các bác lưu ý cho mình một cái điều nhé Đó chính là G116 ấy, cái nội tại này ấy, Nó chỉ tồn tại đến khoảng là hết tháng 6 năm nay thôi Có nghĩa là 30 tháng 6 Là sau 30 tháng 6 thì không còn cái nội tại này nữa rồi Và nó còn những cái chương trình nào nữa hay không thì mình không biết. Thế nên nếu như trong tương lai mà anh em đang muốn build cho mình một cái bộ PC mà cần cái tính ổn định cao, tính bền bỉ cao và bảo hành bảo tỏi nó ok một tí thì đây là một cái cơ hội dành cho anh em. À, với những cái món linh kiện của Gigabyte main và nguồn và với cái việc bảo hành như thế thì anh em có hoàn toàn thể yên tâm hơn trong cái quá trình sử dụng. Nói tóm lại thì chia sẻ thật, Gigabyte có đưa cho mình cái bộ là P650G này thì đây cũng là một cái ví dụ để cho anh em có thể build cho mình một cái bộ PC tầm trung thì chúng ta sẽ lắp được những cái món linh kiện gì? À, ví dụ như là nguồn chẳng hạn thì đấy cũng là một cái lựa chọn dành cho anh em và nếu như anh em cũng có hứng thú với cả cái nội tại G116 này thì anh em chỉ còn khoảng 15 ngày, 14 ngày sau khi e video này thôi thì sau đó chúng ta sẽ không còn được cái chương trình này nữa đâu và đó là những cái thông điệp mà mình muốn nói thế thôi